Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm CM Thái Lan đã update lên phiên bản 2.0 trước chúng ta rồi. Và đây, rồi yêu quá cơ. Mới vào cái là có nhân vật Fox đập ngay vào mặt như thế này. Ở chúng ta hãy đợi một lát để nó load vào game. Cái phiên bản này thì chắc chắn là cũng giống như bên CF Legend Thái Lan, chết nhầm, CF Legend Việt Nam thôi. Mình nghĩ là như thế. À, nãy thì mình cũng có vào sơ sơ rồi và cũng trải nghiệm được một tí chút gì đấy. Mình cũng biết về một số thứ, lát thì mình sẽ vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn trải nghiệm sao cho đúng cách. Chúng tôi gọi đây là chót. Rồi, mới vào đây thì sẽ có nhân vật Sonoko. Và các bạn nhìn lên cái gì ta? Các bạn nhìn lên cái hot Bing update thì các bạn sẽ nhận được 300 kim cương cùng với nhân vật Sonoko một ngày. Đấy thì mình không hiểu tiếng Lào nhưng thực sự là cái này là một ngày thôi. Và chúng ta sẽ nhận được cái bảo dương Happy Box. Nếu biết là cái dương gì. Và chúng ta nhận được M4A1 Hoa Hòe Rose. Ở chúng ta sẽ nhận 35 kim cương. Và đây là nhân vật Sonoko. Và chúng ta nhận luôn là đua TMP chứ không phải là chỉ nhân vật Sonoko. Các bạn đợi mình một lát nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Tại mình đang làm clip mà không có ai ở nhà nên mình phải ra tiếp khách các kiểu, ngồi bị khách kéo y một tiếng luôn. Chúng ta sẽ cùng, không phải y một tiếng mà một lát thôi, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cây đua Stay TMP Royal Dragon. Cây này thì mình không thấy trong cái thông báo là có cho mà nó lại cho ảo lòi. Chúng ta gọi đây là chất chất đến từng viên đạn. Và range thì sẽ cập nhật là top 1 là 5.000 kim cương. Vãi cả nồi, không biết bên mình bao nhiêu. Cái này mình không có top range nên mình không biết là. Bây giờ thở, để cho mình thở một tí. Cái định mệnh nãy giờ chạy ra chạy vào. Rồi chúng ta sẽ cùng xem gì đây. Các mốc nạp kim cương. Toàn cho kim cương thôi, chả có gì hot. Và bên này cho Infernal Box VIP. Cái này mở ra được cái gì ta? Ui, chữ thế này thì bố cái thằng Thái nó cũng không đọc ra chứ đừng nói thằng Việt Nam. Đờ mờ chữ gì bé vờ lờ ạ. Bố thằng nào đọc ra đây? Vãi cả nồi. Đùa bố à? AK 3 ngày. Và toàn đồ ngày thôi. Thì như là nạp sẽ có cái rất nhiều sự kiện nạp. Nạp vào là có rất là nhiều đồ. Còn đây là rank. À đây đúng là rank này. Rank này khi mà các bạn mắc rank thì có cái thiệp gì đây? Thiệp CM. What the fuck 30 ngày. Mình không biết đây là cái gì. Và Fox Police. Cái set AWM Champion S1. Cái này hình như là hướng cái sự kiện hồi trước bên bên China. Rồi thì chúng ta sẽ vào test. Mình nói luôn là bên này sẽ có nút biến hero. Thì bên mình cũng sẽ có thôi. Và bật chỗ nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bật. Vì mình cũng không biết tiếng Thái luôn. Mình dựa vào cái cài đặt hồi trước bên CM China. Thì mình sẽ qua đây mình cài đặt như thế và mình đã thành công. Đây là cái nút biến hero ở đây. Đấy các bạn nhìn ở dưới lên từ dòng thứ tư. Đấy đây là dòng thứ tư nhá. Thì các bạn hãy click qua đây. Click qua bên trái. Bình thường thì nó sẽ làm như này. Các bạn click qua đây thì nó sẽ có cái nút biến hero. Và hero bên này thì có nữ hero này. Và chúng ta sẽ có thêm là hero súng và hero đao. Đấy còn đây là cái nút cận chiến bật hoặc không. Và bên này thì chúng ta chỉnh đồ họa cao nhất thì chỉnh qua mức này là đồ họa cao nhất. Rồi thì chúng ta sẽ cùng vào thiên phú. Chắc chắn bên này có trước rồi nên mình cũng không xem làm gì, tại vì bên đấy mình đã review rồi. Và chúng ta sẽ cùng vào xem chế độ và xem có gì mới không. Ở bên đây thì không có gì mới. À cái gì đây? Sinh tử à? What the fuck? Và bên này thì không có chế độ mới mà chỉ có map mới thôi. Không biết là map mới hay không mà mình vào thì thấy không có chữ new. Thì không có chữ new tức là sẽ không phải là map mới. Đây. Đây. Chúng ta sẽ thấy hai cái map mới. Đấy, đó chính là map đền cổ và map đấu trường La Mã hay là đấu trường cổ gì đấy. Mình méo biết luôn. Và chúng ta vào xem cái vòng quay. Lâu rồi thì mình chưa vào cái vòng quay và bây giờ mình vào đây mình bất ngờ vờ cờ lờ luôn ạ.
vãi hết cả nồi. Cây suốt đom 30 ngày này. Trời ơi là cái vòng quay dã man. Thế thôi anh em ạ. Đồ ngày. Đấy toàn đồ ngày. ULPX nhân vật 30 ngày này. Và toàn đồ 30 ngày. Đấy toàn đồ 30 ngày. Duy nhất là cây M4 Transformer là vĩnh viễn VL. Còn vòng thứ hai thì chấp nhận được. Nó là y nguyên một bản sao từ bên chắc chắn là gần uy nguyên là bên CM9A. Và ở cái vòng Bon Beat thì cũng tạm được. Vì không có 3Z thì nên nó hơi bị khoai một tí. Và cũng là chấp nhận được. Khám nhất là cái vòng 14A1. Ai mà quay cái vòng này đúng là phí tiền. Rồi chúng ta sẽ cùng xem. Ở đây là có qua 2000. Và chúng ta đã được update cây này rồi. Nó không bán trong shop mà lại nằm trong vòng quay VL. Vòng quay 100 kim cương. Và ở đây thì chúng ta nhìn vào cái vòng 100 kim cương, anh em cũng thấy rồi, Sonoco sẽ nhận được ở mức cao và 180 ngay. Và đua Stadium Piroja cũng nằm ở cái trong này. Mình nghĩ là nó sẽ không cho nâng lên, nó mới cho nằm trong này. Chứ nó mà cho nâng lên thì nó không bao giờ nằm trong này đâu. Mình thề luôn đấy. Và cây Kuribis cũng nằm trong này. Và một bộ set 9A91 lửa cũng nằm trong này. Gồm Anaconda lửa và rìu ACFI. Và có gì ta? Không có gì hết. Chúng ta sẽ cùng qua Gold. Gold thì cúi bắp rồi. Thì sẽ quay thử vài phát ở cái vòng 100 kim cương nhá. Đúng rồi. À chúng ta có nhân vật zombie mới. Hay lắm. Để mình mua cái giáp zombie vào test gì ta. À đủ. Giáp gì đây? What the hơi. Không biết giáp gì luôn ạ. Rồi cái này mới này. Mình không biết đây là giáp gì mà Google dịch thì không thể dịch được cái từ ngữ trong ảnh hay là đọc lên từ tiếng Thái. Chúng ta sẽ cùng xem gì nữa. Không có gì hết nữa. Chỉ có những cái đấy. Úi dồi ôi, bán mảnh MP5 này đùa. Vãi thật. Rồi thì cũng như thế thôi. Thì sẽ mua cái giáp zombie để vào test. May quá, 90 kim cương. Hít cả hồn. Rồi, đến xem. Rồi, đã hết rồi, mình đã liếm sạch rồi. Là liếm hết rồi, phải không ta? Còn cái này nữa. Rồi, còn gì nữa không? Ok, thì chúng ta đã là liếm hết rồi. Tức là mình sẽ mua thêm cái băng đạn zombie để vào sấy cho nó phê. Bắn cũng test luôn là cây gì ta? Cây đua TMP rơi ra. Hay lắm DM. Rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ chơi map để mở xem cái này có gì. Chơi tất luôn. Ui. Toàn được nhân vật đấy này. Rồi, trời ơi lưỡi hái. Thôi mà. Cái định mới, mình không muốn lưỡi hái mà còn găm vào cái cô đồ của mình. VL gấp 9. Cho cái đúng cây lưỡi hái. Đúng cái cây mà mình ghét nhất. Rồi sao không vào được cái này. Không vào được, hình như là không ai chơi cái map này. Khẳng định là như thế luôn. Chứ làm gì có chuyện mà vào không được như thế này. Mạng mình thì nó rất là mướt. Các bạn đợi một lát nha, chắc là không vào được nên mình sẽ đợi. Ôi vào được rồi. Tính dừng clip mà nó vào được. Chỉ có hai người thôi. Map này không ai chơi. VL. Mình sẽ qua map Hoàng Lăng thôi. Chứ map này thì không ai chơi. Hoàng Lăng thì chưa có mở rộng đâu. Hoàng Lăng thì chỉ có như thế này như bình thường thôi. Đâu rồi. Cái định mệnh nữa. Mình sẽ cho các bạn xem map như thế này thôi. Xem một vòng quanh map. Còn nếu mà không chơi được thì mình cũng bó chim thôi. Tại vì chỉ có hai người. Hai người thì bắn làm sao. Hai người thì không có hero ạ. Không cho các bạn thấy được cái thực sự là nó có nút hero. Mình muốn chứng minh điều đấy là sự thật. Và hero rất là đẹp dai. Lại đây bạn ơi. Lại đây. Đây không có cận chiến luôn ngon tí. Mình cận chiến chơi. Trời ơi. Cắm thế hả rồi. Do đen thôi. Bạn ơi. Do bạn đen thôi chứ đừng có đuổi theo mình làm gì cho mệt người. Trời ơi. Rớt xuống đấy thì làm ăn được gì. À bên này có nhẫn rồi nhưng mình không có tiền. Ủa lỡ tay. Trời ơi muốn kết thúc thôi mà không được rồi này.
cho mình sẽ qua bên cái map Hoàng Lang thôi. Chứ map này thì nó không có ấy. Ôi, vãi. Rồi ok, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một cái phòng cũng khá là ok để test được cây TMP Roya Dragon. Và mình sẽ test luôn cái nút biến hero nhá. Rồi cố gắng lên, mình sẽ test được ngay thôi, ngay và luôn nào. Rồi parkour cũng hơi bị loạn quạng tí tại vì mấy cái nút bên này mình chưa có chỉnh lại, mình để mặc định luôn tại vì mình có chơi đâu, mình chỉ review thôi mà. Rồi chết đi một lũ kìa. Thôi hello các bạn, bên này là gì ta, Samanika hello. Rồi mình là người Việt Nam đây, ta hay sợ chúng mày quá đấy. Rồi bên này như cũng có người đủ kiểu luôn chứ không phải là Việt Nam. Anh em cũng vào chơi bên này rất là nhiều và ủa gì đấy, thôi đừng nhìn mình, đừng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, mình sợ lắm, mình run lắm cơ, chưa bao giờ được người Thái nhìn mình như thế này, toàn được người Việt Nam thôi. Rồi cứ nhìn mình bằng ánh mắt gì gì đấy cũng được, mình yêu điều này. Trời ơi, thơm thế đấy. Đây là cái nút biến hero, tao sợ chúng mày quá đấy. Lại đây nào, mình sẽ cố gắng test đam về cái test súng này một tí rồi mình sẽ biến hero đem cho các bạn xem nha. Mình sẽ cố gắng rồi hành lý nốt cái thằng boss thằng tơ này. Bạn ơi bạn nhây quá đấy, mình sẽ cố gom gom đông một tí để mình bắn cho nó sướng nha. Rồi đâu rồi, bên này rồi mình sẽ ra ngoài này gom đông đông lại bắn cho nó phê. Úi trời ơi. Rồi tất cả cuốn lại đây, tao lại sợ chúng mày quá đấy. Úi trời ơi, toàn zombie mới này. Úi trời ơi, đồng thế. Ở đây là cơ hội chúng ta có thể test đam nó biến ra y một lũ ạ. Rồi biến ít ít thôi, chỉ có vài thằng thôi mà nó lại biến y một lũ thế này, bảo làm sao. Trời ơi thơm thế. Đây lại đây các bạn ơi, này thì zoom mới này thì Thái Lan này. Trời tất luôn. Trời ơi cân tim rồi. Tơ xong rồi, còn 2000 máu. Úi trời ơi, tơ ơi, ngáo một tí cho mình ăn cái nào. Úi rồi, tôi cho rồi. Ok, cái bản update bên CM Thái Lan thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Xoay quanh gồm có những thứ hot đó chính là Sonoko này, TMP Roya Dragon này và nút biến hero các kiểu. Và anh em nếu mà muốn test về cái phiên bản này thì mình sẽ đặt cái link bên dưới, các bạn chỉ cần vào và tải về xong là đăng nhập thì chỉ có Facebook và chơi ngay, thì chỉ có hai đấy rất là nhanh. Và chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn nếu xem được thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Nhìn Sonoko đẹp vãi.